Xin chào, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách câu cá mập voi biển sâu. Đây là một con cá cần phải kích hoạt mới có thể ra được. Để kích hoạt được con này, các bạn cần câu 70 con Dronefish Beta. Để tránh lãng phí thời gian kích hoạt thì bây giờ mình sẽ đi mua vật dụng cần thiết trước và trang bị. Trước mắt thì mình vẫn cần kiểm tra ở khu vực gần xem là liệu nó có ở gần đây không. Có vẻ như là không có rồi, chúng ta cần phải đi xa hơn. Chỗ này cũng không có rồi, mình nghĩ là mình sẽ đi xa hơn nữa. Đây rồi, mình nhìn thấy rồi. Chúng ta sẽ cần lùi thuyền vào một chút để cần câu đi phù hợp vào đúng chỗ của con cá. Vì còn đang trong thời gian kích hoạt nên nếu vô tình câu phải con khác thì phải giật lên ngay kẻo mất thời gian. Con nó bơi đi đâu rồi nhỉ? Không thấy nó đâu á. Các bạn cứ canh ở độ sâu 47m từ cái khoảng mỏm đá ở gần cuối mát sang bên trái nhé, nó sẽ bơi dao động trong khoảng đấy. Đây rồi,
Cắn rồi, mình câu được rồi. Sau vài phút câu thì mình câu được. Và đó là cách các bạn câu con cá mập voi biển sâu. Tiền thì mình không thiếu nên 155.000 vàng này chả là gì cả. Video này đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên để lại một lượt thích, một lượt đăng ký để ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn.